Các bạn thân mến, bài tập hôm nay mà mình muốn hướng dẫn đến cho tất cả các bạn đó chính là bài tập tách một nhóm thành hai nhóm nhỏ, trang số 20 nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập ngày hôm nay. Rồi, bài tập yêu cầu gì? Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe mình đọc cái yêu cầu của bài ngày hôm nay. Đó là bạn hãy gọi tên con vật có trong mỗi nhóm, đếm số con vật trong mỗi nhóm, ghi kết quả bằng chấm tròn vào các ô tròn ở dưới. Khoanh tròn các con vật thành hai nhóm theo ý thích, đếm số lượng mỗi nhóm và ghi kết quả vào các ô vuông. À, có khá là nhiều yêu cầu đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện từng yêu cầu một nhé. Đầu tiên là gọi tên các con vật. Chúng ta có đây là con ong đúng không nào? Tiếp theo là con châu chấu, con bọ cánh cam và con kiến. Bây giờ các bạn sẽ phải đếm số lượng mỗi con vật và thể hiện số lượng đó bằng những chấm tròn vào trong ô một tròn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con ong thì sẽ được làm gì nhỉ? Thể hiện bằng 6 chấm tròn nhé. Rồi, tiếp theo số lượng con cào cào chỉ có 1 con, 2 con, 3 con cào cào thôi đúng không nào? Tiếp theo là số lượng bọ cánh cam, chúng ta có 1 con, 2 con, 3 con, 4 con và 5 con bọ cánh cam các bạn ạ. 1 2 3 4 5, mình sẽ chấm 5 cái chấm. Và cuối cùng là sao nhỉ? Số lượng con kiến, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con và 6 con. 6 con kiến sẽ được biểu thị bằng 6 chấm tròn. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong một nửa phần bài tập ngày hôm nay rồi. Các bạn cùng quan sát xem mình đã làm đúng chưa. Cái việc mà thực hiện những cái chấm tròn này các bạn phải thật là cẩn thận nhé. Vì nếu như chúng ta chấm những cái chấm to quá thì nó sẽ bị chớm sang bên ngoài và cũng như chớm sang những cái chấm còn lại. Và rất là khó nhìn đấy các bạn ạ. Các bạn nên sử dụng màu đen để chấm cho dễ nhìn nhất nhé. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết mất rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi học phần bài tập tách những nhóm này ra thành hai nhóm nhỏ theo yêu thích, sự theo cái sự ý thích của các bạn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chúc các bạn có một buổi trưa thật là vui vẻ.